Lâm, con đi đâu vậy? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? Anh Hai, con đi bar, con uống rượu cho đỡ buồn. Ở nhà làm gì? Ủa, ông chủ, cô Thi vừa mới mất mà cậu Lâm đi vũ trường như vậy, sợ người ta thấy, người ta dị nghị sao ông chủ? Chú mới vô làm nên chú không biết tính của nó thôi. Nó mà càng tỏ ra bình thường là càng có chuyện đó, nên tôi mới không cản nó. Anh Hai con về chưa? Dạ, anh Hai con mới về, nhưng mà ảnh không được khỏe, cho nên tạm thời ảnh chưa có tới giếng chị Hai được chú. Con thay mặt anh Hai mang qua tới giếng ngày mở cửa mã của chị Hai. Không được khỏe hả? Hay là suốt đêm hôm qua nó đi vũ trường, nó uống rượu nhiều quá nên bây giờ nó chưa tỉnh rượu? Dạ, tại anh Hai con đau lòng quá cho nên ảnh mới đi vũ trường thôi bác. Nói vậy, nó đi vũ trường thiệt sao con? Con người bạn họ báo với con là tối hôm qua gặp nó ở vũ trường, nên gọi báo cho con biết. Đau lòng mà đi vũ trường. Cô muốn binh vực anh của cô thì phải tìm lý do nào hợp lý một chút đi. Đau lòng thì phải như thằng Quang kia kìa. Nó nhốt mình trong phòng mấy ngày nay, không ăn uống gì hết. Hôm nay còn suy sụp đến nỗi không đến mở cửa mã cho con Thi nữa kìa. Tôi còn tưởng anh của cô phải đóng kịch đau buồn vì cái chết của vợ dài ngày. Không ngờ nó lại lộ mặt nhanh đến như vậy. Có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương, nghe theo giọng nói